Quán xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình tin tức cùng SET TV. Và ngay sau đây là một vài bản tin có trong ngày, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Anh thông báo trục xuất tùy viên quốc phòng Nga. Anh cho biết sẽ trục xuất tùy viên quốc phòng Nga và hạn chế thời hạn thị thực ngoại giao của nước này nhằm để đáp trả những hành động ác ý trước đó từ phía của Moscow. Phát biểu trước Quốc hội ngày 8 tháng 5 tính theo giờ của địa phương thì Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly đã nói rằng Anh vốn là môi trường hoạt động đầy thách thức với cơ quan tình báo của Nga, nhưng các biện pháp mới được đưa ra sẽ tăng cường hơn khả năng chống chọi của London trước mối đe dọa từ Moscow. Và chúng tôi sẽ trục xuất tùy viên quốc phòng của Nga, một quan sĩ tình báo quân sự không chính thức. Ông chia sẻ, chúng tôi sẽ xóa bỏ tư cách ngoại giao đối với một số cơ sở liên quan đến Nga ở Anh, và chúng tôi đang áp đặt những hạn chế mới đối với thị thực ngoại giao Nga, trong đó có việc giới hạn về thời gian mà các nhà ngoại giao Nga có thể ở lại Anh. Anh vừa qua đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với các công ty và cá nhân của Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cleverly khẳng định chính phủ sẽ không chùn bước trước nỗ lực hỗ trợ cho Kiev. Các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuần trước cho hay họ quan ngại sâu sắc trước những hoạt động gần đây được cho là Nga đang thực hiện, gây ảnh hưởng cực kỳ đến Cộng hòa Séc, Estonia, Đức, Latvia, Litva, Ba Lan và cả Anh. Vào hồi tháng 4 trước đó, thì một người đàn ông của Anh bị bắt với cáo buộc là thực hiện các hành vi thù địch nhằm mang lại lợi ích cho Nga, trong đó việc tuyển mộ những cá nhân nhằm phóng hỏa cơ sở thương mại có liên quan đến Ukraine ở thủ đô London. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào ngày 8 tháng 5 tính theo giờ của địa phương tuyên bố cáo buộc của Anh về việc Moscow đứng sau vụ phóng hỏa này hoàn toàn là vô lý và là một phần trong hoạt động chiến tranh thông tin. Bộ trưởng Cleverly cho hay ông đã đoán rằng những biện pháp mới nhất có thể nhận về phản ứng dữ dội từ phía của Nga, nhưng hiện tại chính phủ Anh sẽ không để bị coi là kẻ ngốc nữa. Phản ứng của chúng tôi sẽ kiên định và chắc chắn. Thông điệp của chúng tôi gửi đến Nga rất rõ ràng, hãy dừng cuộc xung đột vô lý này, rút quân khỏi Ukraine và chấm dứt những hành động ác ý. Hoảng loạn bao trùm Rafah khi Israel chuẩn bị tấn công. Chưa kịp vui mừng khi mà Hamas thông báo chấp nhận đề xuất ngừng bắn, người dân Rafah chuyển sang hoảng loạn vì Israel tiếp tục không kích vào thành phố. Hàng nghìn người Palestine đã đổ ra đường phố Rafah vào tối ngày 6 tháng 5 tính theo giờ của địa phương. Họ khóc vì vui sướng khi mà cho rằng Hamas chấp nhận đề xuất về thỏa thuận ngừng bắn do Qatar và Ai Cập làm trung gian. Và nếu thành công thì thỏa thuận này sẽ giúp cho người dân Rafah tránh được chiến dịch tấn công trên bộ của Israel và sẽ được tận hưởng bầu không khí yên bình trong suốt 6 tuần. Nhưng đến sáng ngày 7 tháng 5 tính theo giờ của địa phương thì nhiều người lại bắt đầu phải di chuyển, chất đồ đạc, chăn đệm lên ô tô, xe lừa và rời khỏi thành phố sau khi Israel tiếp tục không kích và tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mà Hamas đã thông qua. Chính phủ Israel cho hay là họ tiến hành không kích vì dự thảo thỏa thuận của Hamas đã khác với văn bản mà họ chấp nhận. Tâm trạng vui vẻ và tràn đầy hy vọng chuyển sang trạng thái là kinh hoàng, cảm giác hoảng loạn với hơn 1 triệu người mệt mỏi vì chiến sự kéo dài, đang chen chúc nhau ở thành phố phía nam dải Gaza. Sau cuộc không kích thì Israel đã điều một lữ đoàn xe tăng để kiểm soát cửa khẩu Rafah giữa biên giới Gaza và Ai Cập. Dấu hiệu cho thấy chiến dịch tấn công trên bộ sắp bắt đầu, đây là cửa khẩu quan trọng để mà chuyển lương thực, hàng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Mohamed Karaz, 28 tuổi, từ Gaza City, sơ tán đến Rafah chia sẻ, chúng tôi vừa ăn mừng khi nghe tin Hamas đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn thì lại nghe tin Israel tiến vào. Đêm qua thì Israel không kích dữ dội, bắn phá không ngừng, chỉ nghe thấy tiếng nổ và tiếng còi xe cứu thương. Sáng ngày 7 tháng 5, tính theo giờ của địa phương thì máy bay của Israel đã rải truyền đơn yêu cầu người dân ở 5 quận phía đông di chuyển tới khu vực ven biển phía tây của Rafah vì quân đội Israel sẽ nhanh chóng tiến hành chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào lực lượng của Hamas còn bám trụ là thành trì cuối cùng này. Hiện giờ thì nhiều người từ phía bắc dải Gaza đến Rafah đã phải trải qua rất nhiều lần sơ tán, khoảng 1.4 triệu người tương đương với hơn nửa số dân ở dải Gaza đang bị dồn vào khu vực bình thường chỉ có 280.000 cư dân sinh sống. Họ chen chúc trong trường học, nhà dân, lều bạc trong điều kiện thiếu vệ sinh và nước sạch. Đa phần thì đã phải dựng lều để mà ở tạm trong suốt nhiều tháng vừa qua, trải qua mưa gió mùa đông và gần đây là nắng nóng của mùa hè. Công tác thu gom rác cũng bị hạn chế đã tạo cho điều kiện dịch bệnh và côn trùng phát tán, theo các cơ quan viện trợ cho hay.
Vừa qua thì James Lockyer, phát ngôn viên cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc OCHA, đã nhận được việc quân đội Israel đã chiếm cửa khẩu Rafah và đóng cửa luôn Kerem Shalom sẽ đe dọa toàn bộ hoạt động nhân đạo ở khu vực này. Khi mà Kerem Shalom bị đóng cửa sau vụ Hamas phóng 4 rocket khiến cho 4 binh sĩ Israel phải thiệt mạng, thì các tuyến viện trợ khác của miền Trung và Bắc Gaza vẫn mở, nhưng lượng xe chở hàng viện trợ bị hạn chế. Bến tàu nổi ngoài khơi Gaza do Mỹ xây dựng để mà đưa hàng viện trợ vào dải Gaza vẫn chưa thể vận hành. Được biết là hai tuyến đường chính đưa hàng viện trợ vào dải Gaza đang tắc cứng, theo Lockyer chia sẻ, và nói cho hay là hàng hóa được chuyển tới các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc ở dải Gaza nhỏ giọt. Ông sẽ cảnh báo nếu như mà nhiên liệu tiếp tục bị cắt trong thời gian dài, hoạt động nhân đạo sẽ chết hẳn. Ông chỉ trích quân đội Israel đang phớt lờ mọi cảnh báo về ý nghĩa của viện trợ đối với dân thường. Các nhân viên cứu trợ phải làm việc ở dải Gaza báo cáo bầu không khí hoảng loạn, tuyệt vọng đang bao trùm lấy tất cả mọi người và ai cũng thấp thỏm, lo âu. Hiện tại thì Ai Cập cũng đã lên án về việc quân đội Israel đã chiếm cửa khẩu Rafah và cho rằng hành động này là đe dọa đến huyết mạch nhân đạo của hơn 1 triệu người Palestine, cũng như tuyến đường dùng để đưa bệnh nhân và người bị thương đi điều trị. Israel từ lâu đã đe dọa làm mở ra một cuộc tấn công toàn diện vào Rafah bởi cho rằng đây là nơi các thủ lĩnh còn lại của Hamas như là Yahya Sinwar đang ẩn náu. Tuy nhiên, hiện tại Mỹ và các đồng minh của Israel cũng như các cơ quan viện trợ quốc tế cảnh báo chiến dịch tấn công của Rafah sẽ gây tổn thất về nhân đạo rất lớn. Các cơ quan y tế Hamas cho hay là hơn 34.000 người Palestine đã thiệt mạng từ khi Israel tiến hành chiến dịch tấn công đáp trả Hamas. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc tuần này cho biết miền Bắc dải Gaza đang phải trải qua một nạn đói toàn diện, dù cơ quan này chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell vào ngày 7 tháng 5 trước đó đã bày tỏ ra sự lo ngại với chiến dịch tấn công của Rafah hiện tại sẽ gây thương vong lớn cho dân thường. Dù họ có biện minh như thế nào thì hiện tại vẫn còn 600.000 trẻ em ở Gaza. Các cháu sẽ bị đẩy đến khu vực gọi là vùng an toàn, nhưng ở Gaza thì chẳng có nơi nào được gọi là an toàn cả. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Mỹ sẽ dùng thuốc nổ giải phóng tàu container khỏi cầu sập. Giới chức Mỹ vừa qua đã quyết định dùng thuốc nổ để mà loại bỏ nhịp cầu Francis Scott Key đang đè lên tàu Dali 6 tuần sau khi mà container đâm sập cầu này. Thống đốc bang Maryland Westmore vào ngày 7 tháng 5 trước đó, tính theo giờ của địa phương, đã xác nhận kế hoạch sử dụng thuốc nổ để mà giải phóng tàu container Dali ra khỏi đống đổ nát hơn 6 tuần sau khi mà Dali mất lái đâm sầm vào Francis Scott Key ở thành phố Baltimore. Một phần của nhịp cầu thép vẫn nằm đè lên mũi tàu container ở giữa sông Patapsco. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn vẫn ở trên tàu trong suốt thời gian này và khi mà giới chức dùng thuốc nổ để mà phá dầm cầu thép nặng 450 tấn kẹt trên mũi tàu, các thủy thủ sẽ được yêu cầu tìm nơi ẩn nấp an toàn. Theo ông Ronald Hodges, quan chức sở chỉ huy liên ngành phụ trách chiến dịch khắc phục sự cố cho biết, chúng tôi đủ thiết bị để mà loại bỏ một số dầm thép còn lại sau khi chia nhỏ chúng bằng thuốc nổ, giải phóng tàu Dali, nối lại đường tuyến thủy liên bang. Giới chức Baltimore tuần tới thông báo kế hoạch dỡ nhịp cầu thép trên mũi tàu Dali từ ngày 10 tháng 5 tính theo giờ của địa phương sắp tới. Các nguồn tin cho biết là giới chức này sẽ cần vài ngày để mà cài thuốc nổ lên trên các vị trí chính xác trên dầm cầu, cũng như là tính toán thời tiết và thủy triều. Sở chỉ huy liên ngành sẽ thông báo rộng rãi về kế hoạch 48 tiếng trước khi kích nổ.
Hiện giờ thì chính phủ Mỹ đã duyệt yêu cầu cứu trợ khẩn cấp 60 triệu USD cho tiểu bang Maryland để mà khắc phục vụ sập cầu này. Tổng thống Joe Biden đã đích thân chỉ đạo chính phủ làm tất cả mọi thứ để nhanh chóng xây dựng lại cầu Francis Scott Key. Công ty phân tích Implant trước đó ước tính chi phí xây dựng lại cầu lên đến 600 triệu USD. Song các quan chức liên bang nói với giới chức bang Maryland rằng chi phí có thể tăng lên ít nhất là 2 tỷ USD. Mỹ đã tước một số giấy phép xuất khẩu sản phẩm cho Huawei. Vừa qua thì chính phủ Mỹ đã thu hồi giấy phép để mà ngăn các công ty nội địa xuất khẩu hàng hóa như là chip điện tử cho tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Theo trang Reuters đưa tin, chính phủ Mỹ vào ngày 7 tháng 5 tính theo giờ của địa phương đã thông báo với một số công ty nội địa rằng giấy phép xuất khẩu thiết bị của họ cho Huawei đã bị tịch thu với hiệu lực ngay lập tức. Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo cho biết đã thu hồi một số giấy phép xuất khẩu cho Huawei nhưng không nêu cụ thể. Và theo trang Bloomberg, Qualcomm và Intel đang nằm trong số những công ty được nhận thông báo. Việc thu hồi này có thể ảnh hưởng nặng đối với Huawei, vốn vẫn phụ thuộc vào nguồn chip Intel để mà sử dụng trong các máy tính xách tay như là laptop. Các nhà cung cấp Mỹ có hợp đồng cùng với Huawei cũng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul, đảng Cộng hòa, vào ngày 7 tháng 5 tính theo giờ của địa phương đã xác nhận quyết định mới và nói rằng hành động này nhằm ngăn chặn Trung Quốc phát triển trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến. Đó là hai công ty mà chúng tôi luôn lo ngại rằng quá gần gũi với Trung Quốc, theo McCaul nói về Qualcomm và Intel. Qualcomm được cấp phép cung cấp chip cho Huawei để mà sử dụng trong việc kết nối mạng 4G, nhưng bị cấm liên quan lên mạng 5G, theo Bloomberg chia sẻ. Hiện tại thì Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách hạn chế giao dịch với các công ty Mỹ từ năm 2019. Các nhà cung cấp Mỹ phải xin giấy phép đặc biệt từ chính quyền thì mới có thể xuất khẩu sản phẩm cho tập đoàn Trung Quốc này. Tuy vậy, các nhà cung cấp Mỹ vẫn được cấp phép để mà bán sản phẩm và công nghệ giá trị hàng tỷ USD cho tập đoàn Trung Quốc này kể từ đó. Những người chỉ trích cho rằng là giấy phép này đã giúp cho Huawei vực dậy cực mạnh. Trước đó thì Huawei đã ra mắt mẫu laptop AI có tên là MateBook X Pro, máy được trang bị bộ xử lý Core Ultra 9 mới của Intel, và việc ra mắt này khiến cho các nhà lập pháp đảng Cộng hòa phẫn nộ, cho rằng Bộ Thương mại đã bật đèn xanh cho Intel bán chip cho Huawei. Và ngay bây giờ là một vài bản tin xoay quanh sức khỏe và thế giới, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. AstraZeneca thu hồi một số loại vaccine COVID-19 trên toàn cầu. AstraZeneca cho biết quyết định thu hồi vaccine COVID-19 mang tên Vaxzevria là hoàn toàn mang tính thương mại vì vaccine này đã được thay thế bằng các sản phẩm được cập nhật. Theo tờ Telegraph vào ngày 8 tháng 5 tính theo giờ của địa phương thì đưa tin vaccine COVID-19 của AstraZeneca đang được thu hồi trên toàn cầu sau khi hãng dược có trụ sở tại Anh thừa nhận vaccine này có thể gây ra các tác dụng phụ và nguy hiểm. Và vaccine này không còn có thể được sử dụng ở Liên minh châu Âu EU sau khi công ty tự nguyện rút giấy phép tiếp thị của mình. Đơn xin rút vaccine được nộp hôm 5 tháng 3 tính theo giờ của địa phương và có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng 5. Hiện tại thì các đơn tương tự cũng sẽ được nộp trong các tháng tới ở Anh và các quốc gia đã phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca có tên là Vaxzevria. Quyết định này khi mà hợp pháp thì đã chấm dứt việc sử dụng mũi tiêm vốn được cựu thủ tướng Anh Boris Johnson ca ngợi là chiến thắng cho khoa học Anh và được ghi nhận đã cứu sống hơn 6 triệu người. AstraZeneca cho biết là loại vaccine này đã bị loại bỏ khỏi thị trường vì lý do thương mại. Họ cho biết là loại vaccine này không còn được sản xuất hoặc là cung cấp nữa mà được thay thế bằng các loại vaccine cập nhật nhằm giải quyết biến đổi thế giới. Họ cho biết là loại vaccine này không còn được sản xuất hoặc là cung cấp nữa nhưng mà thay vào đó có thể thay thế bằng các loại vaccine đang cập nhật và nhằm giải quyết được các biến thể mới. Vaxzevria đã bị giám sát chặt chẽ trong thời gian gần đây bởi vì một số tác dụng phụ rất hiếm gặp gây ra là cục máu đông, số lượng tiểu cầu trong máu rất là thấp, và AstraZeneca trước đó cũng đã thừa nhận là trong các tài liệu nộp lên tòa án vào tháng 2 trước đó rằng vaccine đã có những trường hợp rất hiếm có thể xảy ra. Công ty cho biết là các loại vaccine COVID-19 đối phó với những biến thể mới đã được phát triển và hiện có rất là nhiều vaccine đang cập nhật, và điều này sẽ dẫn đến sự hụt giảm nhu cầu về Vaxzevria vốn không còn được sản xuất hoặc là cung cấp nữa. Do đó AstraZeneca đã đưa ra quyết định bắt đầu thu hồi giấy phép tiếp thị cho Vaxzevria ở châu Âu. Venus
Ascend USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô, hộp 180 viên; dạng nước giá 260 đô, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Và phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức cùng SET TV ngày hôm nay. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.